Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dân sinh rủi tợ chỉ cuộc, chưa xong nhân quả kế đường thiên tai. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đổi đau chết chóc chia lìa, nhân sinh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nặng trời khắp đông tây gieo rắc, thêm nặng người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh, kẻ nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Thảm với khổ kẻ sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian, lao đao chẳng khác như thuyền gặp dông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mẫn, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình. Thương người như thể thương mình, không hề muốn việc đau binh khốn nạn. Quả thế giới sắp tàn mai mốt, bướm âm còn chấm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chớ hiềm thù nữa, hãy nhất tâm đừng ở hai lòng. Giúp người người sẽ trả công, hại nhân nhân hại chớ hồng hại ai. Sự báo ứng đời nay rất chóng, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chứ trốn khó trời, chết thì chịu chớ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Đèn hạ quân sắp lụn nay mai, đạo màu cần phải rộng khai. Để cho đời bớt nản tai kinh hồn, còn nhiều cuộc đất còn chìm sụp. Kế lắm hòn đảo trúc đổ tan, lửa từ dưới biển cháy lan. Còn thêm lửa núi khổ nàn nào hơn, bệnh thổ tả xa gần lung lạc. Bệnh trái ban hình phạt đó đây, tai nạn khắp cả đông tây. Ấy là định mạng nhân loại từ lâu. Đời cặn bã thảm sầu lắm chuyện, kiếp điêu tàn biến chuyển nhiều điều. Người càng giác ngộ bao nhiêu, càng đau xót cảnh bọt bèo thế gian. Chỗ này mới vừa an ninh được, kể chỗ kia nổi cuộc rối loạn. Dân thường sống cảnh lầm than, nếu người chẳng đồng cầu đạo đức, nỗi khổ kia còn chất chồng thêm. Trong lòng dân chúng không êm, thì làng sống khổ còn thêm trong đời. Một người quấy xuôi mười kẻ quấy, lỡ một lần dễ xảy hai lần. Trước khi làm nhớ cân phân, chỉnh lấy hại chúng tránh phần lỗi sau. Người phải biết gìn câu liêm sĩ, người đừng quên giá trị con người. Phải gìn tư cách tốt tươi, giàu nghèo gì cũng giữ đời sạch trong. Cần xây dựng chớ hồng phá hoại, ráng tạo nên xã hội ấm no. Bỏ đi cái lối ngao cò, trẻ một phút khốn nghèo một phút. Bóng ấm dương vùng vụt bay qua, nạn tai chết chóc xảy ra. Trong lòng hoảng hốt khó mà nhớ tu, Phật đã biết rõ câu sanh tử. Phật đã tường tận sự luân hồi, cho nên Phật nói cạn lời. Người nên xét kỹ để hồi hướng tâm, không tin Phật chừng lắm hỏa khổ. Bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi, kế liền bị nghiệp cuốn lôi. Dễ đâu nhớ được tiền đời ra sao. Xưa có một người dốt tột bực, nhưng trong lòng sâu mọt nhỏ nhoi. Của mình một điếu không lời, của người chút đỉnh cũng môi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho.
tiền bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mà kệ không lo giúp giùm, người giàu ấy lâm chung sau đó, liền đầu thai làm chó trong nhà, thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ, lúc nào cũng ăn dơ ở bẩn, thường bị người đánh mắng không yên, khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cắt chôn, thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, còn sánh lên chịu kiếp bần cùng, làm thân nô lệ tứ tung, cơm không no bụng áo không mặc lành, bị nghèo khổ hoành hành đời sống, khiến cho lòng oán hận đủ điều, sanh ra trộm cướp xảo điêu, làm cho nghiệp tội thêm nhiều hơn lên, nghiệp trước hiện đang đền chưa hết, đã gây thêm khổ nghiệp đời sau, nối liền như xích buộc vào, luân hồi sanh tử tiếp nhau không ngừng. Con ơi bắt vĩnh dưng chăng nhỉ, thấy người rồi tự nghĩ đến thân, nếu không sớm dứt hồng trần, e không tránh khỏi chuyển luân như người, đã nhiều kiếp vào đời ra thế, biết bao lần nay chế mai tan, vẫn còn lưu lại thế gian, nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ở con. Thời quân hạ non dời biển đổi, buổi tàn đời người cõi vật thay, nhiều người không cánh mà bay, lành còn giữ mất là ngày này đây. Phong thần hội đông tây đại chiến, long hoa trường lựa tuyển nhân tài, bây giờ ai cũng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hư sẽ tường. Con ơi ráng vạch đường xa rộng, đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo, quản chi những lúc suy nghèo, bản vàng chiếm được sáu treo đầy nhà, việc gần chẳng phải là xa xôi, chung từ mau đánh thức chúng sanh, mau lo lánh giữ làm lành, trở nên mê lợi mê danh mê tình, cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn, người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chôn theo cuộc tẩy trần nảy mai, chúng sanh khó tránh ngày đại biến, trời đất không khỏi chuyển đổi dời, muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bùn lầy, huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lụng mãi, còn ốm đau tai họa nổ kia, ghét thương được mất hợp lìa, khổ cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều chuyện khổ thêm, trên đời rối mãi không em, giữa người thường có thù hèm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng còn làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sứ đến thèm bắt đi, bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đày không số đo lường, thế mà nghiệp ác còn vương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Lần này nếu để cho rơi, chìm luôn chớ khó mong trời đầu lên, kỳ thi chót muốn nên phải gấn, chuyến đò chiều không súng hốt ly. Chúng sanh ái ngại những gì, lời phiên của Phật vân vi chưa làm, tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái máy thiên cơ, chuyển lay trong một phút giờ, chúng sanh như cá đêm hơi trên lò, tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi, bên nào cũng đủ cánh di, một cơn cắn mổ còn gì lá lâm, làm chết dễ khó mong làm sống, nếu còn mai
Cái đống thịt phàm đừng vì cung phụng lòng tham gây ra những cảnh khốn nạn cho ai. Sinh mạng của nhân loại nên trọng, người sống như mình sống khác chi. Cùng nhau chia sẻ an nguy, không vì một lúc lo gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết một ràng. Tạo ra cực lạc thế gian, cho ai cũng có sen vàng đỡ chân. Mau lo giải thoát cho xong cảnh trần, chờ đợi lúc sống thần trỗi dậy. Mới ta tay quát cay không rồi, nên lo tránh trước người ơi. Thời nay dễ chết hơn thời xưa kia, bỏ được tính phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thù hằn. Người nào cũng được thiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời.